Hàng chừng hàng bự. Bự? Nó kêu thôi ra đi. Ghê quá. Cái hàng to quá trời to. Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Lâu lắm rồi thì anh với mấy đứa mình không thực hiện thử thách này kia ở khu nhà hoang này đúng không? Dạ. Nên hôm nay thì anh với mấy đứa sẽ thực hiện một cái thử thách ha. Là mình thử thách một ngày ở khu nhà hoang. Và cái khu nhà hoang này á là ở đây. Cái khu nhà hoang này thì trước đây á Sang với mấy đứa đã thực hiện một cái thử thách 24 giờ ở khu nhà hoang này rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh với mấy đứa sẽ thực hiện thử thách lại ở khu nhà hoang này nha. Nhưng mà không phải chỉ là mình ở trong khu nhà hoang này mình thực hiện thử thách, mà mình sẽ tát cá ở cái ao ở khu nhà hoang nha. Tại vì cái khu nhà hoang này á mọi người, thì nó có một cái ao rất là to ở đây. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ thử là tát cạn cái ao ở chỗ này, để mà xem là dưới cái ao của khu nhà hoang này thì có gì hay không, mà Sang với mấy đứa sẽ thu hoạch được những gì ở đây. Và Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại ở đây một đêm. Là cái ao ở khu nhà hoang mà hôm nay Sang với mấy đứa quyết định là tát cạn cái ao này cho mấy đứa. Và mấy đứa ở đây á, có đứa nào tò mò là ở dưới đáy ao này sẽ có những gì không? À, Trường đoán thử coi nó sẽ có gì ở cái ao này. Có cá đúng không? Có chim chép, có ốc này kia đúng không? Và hôm nay á, anh với mấy đứa sẽ hút cạn cái ao này, tát cạn cái ao này, để xem là mình bắt những cái con đó mình mang đi bán luôn nha. Để xem là những cái ao bỏ hoang như thế này thì Sang với mấy đứa có thể là thu hoạch là có lời hay không ha. Cái ao này thì cũng khá to đó mọi người, rất là to luôn, rất là rộng. Và tất nhiên là cái ao này thì người ta bỏ từ rất là lâu rồi, cũng không ai thả cá, cũng không có ai bắt này kia đúng không. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ hy vọng là một ngày thành công. Nhưng mà tát thì chắc cú là sẽ không bao giờ tát bằng cách truyền thống được đúng không? Tại vì trước giờ Sang với mấy đứa tát á, thường là sẽ dùng cái xô hoặc là cái rổ để tát, cái thao để tát. Nhưng mà cái ao to như thế này thì mấy đứa nghĩ coi nếu mà tát kiểu đó thì bao lâu mới cạn? Cái ao to như vậy nếu mà tát thì phải tới Tết năm sau thì mới cạn được. Tại vì cái ao này rất là sâu nha mọi người. Nhưng mà hôm nay thì đứng lên mấy đứa. Ở đây thì Sang có một cái dụng cụ hỗ trợ nha mọi người. Là ở đây một cái máy tát ao. Cái này thì ngày hôm qua Sang đã đem nó lại đây trước rồi. Và là cái máy tát ao mọi người. Giờ thì mình nổ máy. Và cái máy nó sẽ kéo dây cu ro ở kia. Và nó sẽ hút nước ở đây và nó lùa ra một cái ống ở kia nha. Nó chảy ra kia. Và cái ao này thì nó sẽ dần dần nó cạn nha mấy đứa. Và mình cũng không có tốn sức để tát. Giờ thì mấy đứa ở đây có ai quay máy chưa? Rồi hả? Vậy Trương xuống quay thử nha. Cái máy này thì cũng đơn giản thôi, ở dưới quê thì có lẽ là đứa nào cũng biết quay rồi. Ấy ôi nổi không? Ui ơi chưa nha. Cái này là Trương phải kéo xúc bắp nha. Ở phía trên đây là phải kéo xúc bắp, tay kia đâu? Rồi, vậy là không biết quay máy rồi. Rồi quay thử coi. Rồi Trương, rồi mua xúc bắp ra. Trương, ôi cái này Trương phải quay khi mà cưng thấy nó có trớn á, cưng buông ra là nó nổ nha. Cưng buông chậm trớn quá là nó không nổ. Cái máy này cũng không nặng lắm đâu, nó nhẹ mọi người, nhưng mà mình phải biết là cách dùng trớn của nó. Bây giờ tới Hùng quay nè. Đó. Cái này là Hùng quay chưa đủ dòng nó. Chưa đủ dòng nó thì nó sẽ không nổ hả Hùng? Mình phải buông buông nhanh với lại là quay phải đủ tua nó mọi người thì nó mới nổ nha. Rồi giờ Hùng lại tiếp tục quay lần thứ hai cho mọi người. Đây, tay dưới thì bẻ cò, còn tay trên thì quay. Rồi nhanh lên, tua lên. Giỡn không nổi. Thái quay đúng không? Rồi giờ tới Thái quay mọi người. Sang sẽ cho mấy đứa tự quay xem có nổi cái máy này hay không. Thôi mạnh lên. Rồi Thái cầm đi anh quay cho. Gà của nó mọi người. Còn chỗ này là chỗ mình sẽ quay. Mình quay cho nó nổ. Còn trên đây là chỗ để nước. Rồi Hùng đổ một miếng nước cho Hùng. Bên đây là dầu. Đấy. Còn nhiều dầu lắm. Đầy dầu luôn. Rồi nè, giờ Thái cầm đi. Chị đứng, giờ quay cho. Rồi,
Rồi. À, sau một hồi quay thì máy cũng đã nổ rồi nha mọi người. Khi máy nổ thì nó sẽ kéo theo cái này nè, và cái này nó sẽ bơm nước nha, nó bơm nước qua cái ống kia và nước nó sẽ chạy ra ngoài kia. Rồi đi với đó. Đây là cái chỗ mà nước nó sẽ bị lùa ra nha mọi người, và nó sẽ lùa ra con suối đây và nó sẽ cạn cái ao kia cho mình. Và cái ống để mà dẫn nước là một cái ống bằng bạc nha mọi người, cái này thì nó sẽ tát được nhiều nước hơn. Đây, mỗi lần tát nó nước ra như vậy nè, rất là nhiều luôn. Ao theo kiểu này thì rất là khỏe luôn, chỉ cần việc là chờ đợi cho nước ao này bị máy nó hút đi hết thì mình xuống mình bắt cá thôi. Nên bây giờ thì anh với mấy đứa còn một cái nhiệm vụ nữa là có thể là cái ao này mình tát tới tối hoặc tới mai á nó mới cạn, nên mình phải làm một cái nhà, một cái chòi để mình ngủ lại nha. Đợt trước thì Sang với mấy đứa đã ngủ trong cái nhà kia rồi, nên hôm nay thì mình không ngủ nữa mà mình sẽ ngủ ở ngay chỗ này luôn, để mình làm một cái chòi đây để mình ngồi đây mình canh cái máy nha. Nên giờ thì anh với mấy đứa sẽ đi vào trong cái căn nhà hoang kia để lượm những cái thứ mà bỏ đi á, mình tận dụng được cái gì mình tận dụng để làm một cái nhà nha, như là cây nè, cây rồi bạc lá này kia đó thì mình lượm được cái gì mình lượm, chén này kia thì mình sẽ về rửa sạch để mà làm chòi ở đây, và Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại đây một đêm nha mọi người, và chờ cho cái ao này cạn. Rồi đi mấy đứa ơi, giờ Sang với mấy đứa sẽ đi vào trong khu nhà hoang để mà thu hoạch đồ nha, để kiếm xem là có cái gì để xài được nữa hay không. Còn cái máy thì cứ để đây cho nó nổ thôi. Ôi, ở đây có núm này Nhánh ơi, núm gì bự lắm nè. Núm cái xoài hả? Ăn được hả? Đây mọi người xem này, ở đây Sang với mấy đứa phát hiện là có một cái con này ăn được không? Không sao đúng không? Cái này gọi là núm gì đây? Núm xoài hả? Ở đây thì Sang vừa mới bẻ được một ít núm này. Rồi không đi, không đi, bẻ luôn. Nếu mà ăn được thì bẻ luôn. Mấy đứa thì nó đã ăn rồi, nó bảo ăn được nha. Nhiều ghê. Cái này bị gãy rồi. Ok, cái nhỏ khỏi. Ấy vậy, rồi cầm đi. Còn hết. À, nó mọc ở trong gốc dừa đây mọi người. Rồi mình lấy cây bỏ qua một bên đi mấy đứa. Giờ Sang với mấy đứa sẽ tháo vỏ những cái cây chỗ này nha, tận dụng được những gì tận dụng thôi. Đứa thì đang tháo vỏ lấy vài cây tre nha mọi người, để mà một hồi Sang với mấy đứa sẽ làm cái chòi. Còn phía đây ha, ừ chị bỏ vô trong cái son đi. Đây, Sang với mấy đứa phát hiện một cái son, đó lấy cái son này luôn. Chén tô thì cái nào sử dụng được. Rồi rửa lại cũng được. Trên đây vẫn còn, ôi còn một cái son với cái chảo. Sạch. Lấy đi rồi ra kia mình rửa lại. Sẽ tận dụng những cái gì mà xài được ấy, thì mình sẽ tận dụng nha. Rồi qua nhà bên kia. Đã đi vòng vòng cái khu nhà hoang và gom được những cái vật liệu cần thiết để mình làm cho cái túp lều của mình rồi phải không mấy đứa? Gồm có ở đây vài tấm ván này, cây này, với lại rất nhiều lá dừa ở đây để mà làm cái phần mái phía trên đó mọi người. Nên bây giờ thì mấy anh em mình bắt tay vào cái việc làm nhà luôn nha. Để chiều nay thì mình còn bắt cá rồi, còn làm rất nhiều thứ nên mình tranh thủ mình làm nhà thôi. Giờ thôi Sang đặt điện thoại xuống cùng với mấy đứa, mình sẽ làm một cái căn lều ngay chỗ này nha. Rồi, giờ mấy đứa có sẵn sàng để bắt cá chưa? Dạ rồi. Cái ao khi sáng á, tát lúc 7 giờ mọi người, bây giờ là 2 giờ chiều.
thì cũng đã cạn hẳn rồi nha mọi người, chỉ còn một lại một ít nước thôi. Nhưng mà sang với mấy đứa không có nổ mái nữa, tại vì nếu mà nổ mái tát tiếp á, là một hồi con cá nó chết hết hả mấy đứa, do sình nó lên á. Còn đây là rồi mấy đứa qua đây, mấy đứa qua đây. Còn đây là cái ao đây. Mặc dù nó là một cái ao bỏ hoang nhưng mà không ai thả cá, cũng không ai nuôi cá, nhưng mà ở đây hình như là không có ai bắt tới mọi người, nên cá mọi người xem này rất là to luôn nha. Kia kìa. Giờ thì mấy đứa có sẵn sàng để bắt chưa? Dạ rồi. Giờ thì mình sẽ bắt những con bự trước, rồi mình đem vô trong kia có cái hồ nước, mình thả xuống dưới rồi đó cho nó sống nha. Dạ. Để mấy anh em mình còn mang nó đi bán để xem là mình thu hoạch được bao nhiêu tiền nha. Dạ. Thôi giờ anh với mấy đứa từ từ bắt thôi, cũng không cần vội quá, tại vì vội quá không quay được gì nha. Rồi bắt đi. Rồi vô, bắt cái to trước mấy đứa. Rồi vô đây. Ôi chương vô lên chương. Ôi mọi người xem con cá phi nè. Ui con cá phi này chắc cả 2 kg luôn, siêu to luôn. Đấy, không ngờ những cái ao bỏ hoang như thế này thành quả quá trời luôn. Rồi bỏ vô. Cá phi bự rồi phải không? Rồi bỏ vô. Đây một con nữa. Sang thêm con bự nữa. Xinh quá. Thêm một con nữa. Ui, có cá chê bự lắm nè. Bắt cá phi trước đi mấy đứa, để cá phi chết. Ui đây, cá chấm cỏ. Bỏ vô luôn. Ôi ơi, bỏ vô. Ui dặn. Ui cá chết kìa. Nó dặn xinh quá. Rồi bỏ vô. Một cá phi bự. Đem cái thùng lên kia đi nhắn. Ui cá điêu hồng nữa nè. Ở đây có cá điêu hồng nữa nè mọi người. Quá nó dậy xình quá. Con cá chấm cỏ này sao chưa bắt được con gì mà nó dậy quá. Kia rảnh. Có con lên bờ nữa kìa rảnh. Mấy con cá này nó dậy á mọi người. Nó văng xình vô trong cái, y như là cái ao mà người ta nuôi vậy đó. Nhưng thật ra cái ao này á, trước đây cũng là một cái ao nuôi, nhưng mà người ta bỏ đi á. Ui cá chép. Mình bắt sao nha. Mình bắt cá bự trước đi để mấy con cá bự nó chết. Ui con cá phi này siêu to luôn. Ui ôi, nó dậy quá, dậy mọi người. Nó dậy quá. Đây cá lô kiến này. Trời ơi cá lô kiến nó to. Ui cá lô kiến này còn to hơn nữa nè. Nhiều lắm. Bỏ cá lô kiến vô. Cá lô kiến có bầu nè. Bỏ vô. Vô, bỏ vô luôn đi. Ở dưới bỏ vô rồi đè lại mấy đứa. Cá lóc kiến nhiều lắm. Ui con cá gì bự lắm này không? Con cá gì bự lắm nè. Ui, không. Đây ta đè qua đây con cá gì bự lắm nè. Ui, đè đi. Đây đè được chưa? Đè được chưa? Dở lên coi con cá gì vậy? Quay con luôn. Ui, to lắm. Ui, cá chê to lắm. Từ. Ui, nó trồng đi to luôn. Ủa, nó... Anh ngồi lên rồi. Đi chứ còn con. Từ. Nè, thay quay cho anh đi thay. Thay. Ui, có bự lắm. À chứ chiếc bồn quá trời. Mấy cái thùng đó. Ui, nó đâm đi đít. Rồi. Từ. Bự lắm. Mấy con lận. Siêu to luôn. Đây lấy cái xô lên đây mấy đứa, lấy cái xô lên đây. Đây sang mơ vừa mới bắt được một con cá trê này, dảnh dở lấy coi dảnh nha dảnh. Dở lên. Đây mọi người xem cá trê này nè, xinh quá, to khủng khiếp luôn. Rồi bỏ vô xô đi, nhiều lắm rồi. Bỏ vô. Đem lên kia đi, cái xô nào đầy đem lên kia đi mấy đứa. Còn không? Coi cái đó có bị mờ màn hình không? Không. Coi chừng bụng nó văng vô. Cái bò nó mắc không được. Ui thô quá, con này khỏe quá. Đâu? Xình quá, không thấy được đâu. Mấy đứa bắt cá phi cặp bò nha, để nó chết cho mấy đứa. Ui. Tao. Ôi. Ui chết luôn. Ui cái phi nữa nè. Ui mấy con hùng ơi. Đi đi chơi bắt luôn kìa. Ui ơi.
nữa, có những đâm đó, có vị đâm đau lắm. Có cần hô đó không? Ui, cái cây vàng, bỏ vô đi, bỏ vô đi, bỏ vô sâu chưa, đừng để ra nhảy ra chưa. Ui, nhảy nữa. Văng xuống đó, văng xuống đó, văng. Con núi nè, con thịt nè. Tát cá nè mọi người, thường thì ở dưới những cái hố này á, khi mình tát á sẽ không có cá lóc đâu. Tại vì cá lóc nó rất là khôn, khi mình tát cạn á thì nó sẽ chui vô những hang nó núp. Bây giờ Sang với Dảnh sẽ lên những hang để bắt cá lóc. Xong không? Ui cái trời bự vậy. Còn bắt được, bỏ vô đi. Hồi nãy nó bị hút vô đây nè, dở dở cái miếng này lên luôn đi. Cưng cưng dở lên đi. Cái to nó bị cái này chém nè mọi người. Nãy lúc tát anh thấy cá lóc nhiều lắm ta. Đây đây, đây. Hả? Cái gì? Con này, con này. Cái chơi to mà chém bị chém uổng ghê ha. Cái chơi bự. Cái chơi bự hả? Được không? Cái này bắt tay cũng hơi khó mọi người. Rồi cẩn thận nha. Đó. Đánh bắt thêm một con cá chê nữa. Nhiều lắm luôn á, nhưng mà sợ mình bắt không hết thôi. Đây, gốc cây đây Dảnh, gốc cây Dảnh. Cá lóc con núp hết rồi. Ừ. Hồi nãy anh thấy con cá lóc chui đây nè. Ô đây nè, nói mà. Ê Dảnh, nhanh nhanh nhanh. Đây. Ừ, Dảnh nhanh nhanh đè đè cái đuôi. Đây, Sang với Dảnh đều bắt được con cá lóc. Ui con này đẹp dữ vậy. Giờ thòn lòn nhưng rắn luôn. Mà mà mà, sát cái cây với Dảnh. Nó nằm trong sình không à. Cua. Cua nhiều lắm luôn mọi người. Mấy con bự lắm nè anh Sang. Đâu. Ui. Bỏ xô đi. Con này hồi nãy không bự bằng con nãy đúng không? Từ 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 bỏ nước anh vuốt lên kìa. Thấy con nó đẹp không? Đây mọi người xem cá trê nè. Đã ghê không? Con này là cá trê đồng nha mọi người, nó màu vàng vàng đây nè. To. Rồi bỏ vô xô. Thêm một con nữa. Mà con hồi nãy to hơn. Cẩn thận cái đâm nha, cá trê đâm nhức lắm. Sang với Dảnh thì mò trên, còn mấy đứa thì mò dưới. Sao mỗi lần cái này là mấy cái hũ không ta? Ốc đắng quá trời luôn. Nhiều lắm ốc luôn á. Mấy cái hố này mà vậy mà không có cá ha. Dạ. Ừ, nó ngồi hố này hả? À. Vậy là cái hố này là cái hố của con cá chép nó đẻ đó. Lại nước ngập lên đây nè. Ôi cá nhảy lên láng luôn nè. Dảnh mò cái hố này, Dảnh hồi nãy thấy cá nhảy lên đây nhiều lắm nha. Không này này cầm cho anh đi, anh ngồi thử coi. Anh thấy cá nó lúc mà tát nó nhảy vô đây chân kép này không tát không cái gì không à vô vừa cá mà nó nhảy láng chỗ này luôn rồi chắc bự lắm nhưng mà không tới. Mày lấy cái cuốc đào thôi, lấy cái cuốc đào. Đi đi. Cá lóc nó khôn quá, nó trốn đâu hết rồi. Không kiếm được chứ. Cứ đi nhẹ chân coi chừng cá chê đâm. Chân dịch nữa. Cá chê nước mắm nữa. Ôi còn cái hố trên đây Dảnh ơi. Nãy thấy cá con nhảy ra hố này nè. Hố này hên hên có cá lóc luôn á Dảnh. Đây nè, cái hố này hơi bị to luôn nè. Dảnh mò thử coi. Đây này, ở đây có cái hố to lắm nha mọi người. Mò thử coi. Ui, Dảnh nó chui vô trong luôn. Tới không? Không tới ta à? Tới nè, không có.
Tôi mở cho đây, cầm lên anh mò thử coi. Bộ hổ hồi nãy anh thấy nó cá lóc nhảy vô nó nhiều lắm. Nè, cầm cầm đi, cầm cầm đi, đứng 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 phía bên đó nha. Để anh chui vô. Cá gì nhỏ nhỏ quá trời luôn nè. Nhưng không phải cá lóc. Nếu này mấy thố này phải cá lóc nhiều đúng không? Có con gì chú ọt ọt luôn á. Chứ lương vậy á. Con lương. Ừ, như con lươn nó kêu ọt ọt luôn. Nó có cái hang lên trên. Hang trên mà hang bự. Bự. Nó kêu ọt ọt luôn. Thôi ra đi. Ghê quá. Cái hang to quá trời to. Đây, mọi người xem cái hang này. Tóc không luôn. Hang này sợ không phải cá lóc không? Cá sấu. Thôi đi ra dẫn rồi. Cá sấu á. Đi ra đi. Chết mà chị à. Cái hang to quá mọi người. Xa quá dạnh không dám bắt. Sợ có cá sấu trong đó. Ê, hang này nữa nè. Rồi, dạnh mò đi. Hồi nãy anh em mình xui tới mức mà nay tát. Tát cái này mà không có cá lóc ha. Cá cả. Ủa? Không có. Ui, tôi chết không đổ luôn. Trời. Chết rồi. Mình chết không lộ luôn. Con này chết từ đời nào đây? Chết rồi. Đi 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 xuống phụ mấy đứa bắt cá chê đi. Cái gì đây? Cá lóc hả? Cá lóc hả? Ôi. Không phải cá chê. Rồi. Rồi. Chả hả? Chả rồi, cá lóc. Ui cá chê bỏ nè. Ui. Anh mới mò được. Đây, thấy chưa? Anh nói anh làm như vậy là anh mò được cái cá lóc rồi. Cái chê. Cái chê bự lắm. Rồi, cá lóc. Đây, 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 phụ anh đi. Đó, vô chân đi. Chui vô tiếp nè. Chui vô quần rồi. Nó chui vô quần hả? Ê, đây con nữa nè. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Rồi, rồi, chạy. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Anh nó chui tiếp nữa. Tiếp nữa. Để cầm lên kia coi chưa. Chui tiếp nữa nè. Đó. Cầm lên kia. Tèn 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 tèn. Cá lóc. Ôi. Cá lóc này đâu hơn cha. Không biết. Cái lóc này đó em bắt đấy. Con rắn luôn chứ cá lóc gì, y như rắn luôn. Ôi cái chân em. Ôi cái chân em. Ôi chân chết. Ôi cái chân em. Ôi cái chân em. Ôi cái chân em. Đứng qua đây thì thấy. Ngược đá này coi. Đây nè. Đây nè. Cái chân nè. Thôi chồng có thôi đàng hoàng nhanh để nó chạy hết. Cái đây nè. Cái đây còn được. Ui, đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Được. Lâu lâu mới được tắm bụng được. Cầm cái xô đi Hùng. Cầm cái xô Hùng. Ô, cà lạc. Còn nắm chung chung. Ôi, cái chê nè đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, bự. Cái này là không nói giỡn luôn á. Ui. Ui. Cái gì vậy? Chú có đầu riêng. Wow, này là quá bự luôn. Ôi. Ơi vô hết mắt. Cầm 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 đây, cầm đây lên bờ đi, nhảy ra. Ui, cá phi. Cầm ra đi, nó nhảy, cá nó nhảy. To lắm này. Văng cầm lên bờ bỏ vô trong kia đi văng, để nó nhảy ra nhảy vô ngoài. Ôi còn con bự nữa nè. Này, cá phi. À, bị kẹt dưới chân sình luôn. Em bắt được rắn. Ui, dạ nó bắt được rắn một xuống rồi, hay vậy. Đây, đây, từ từ từ, cầm ra. Ở đây dạ nó bắt được một con rắn ô súng đó mọi người. Này, cái con rắn này là một loại rắn nó rất là hiền luôn nha và rất là dễ thương. Để cho nó vô bờ đi, lát thả lên kia ha. Ở dưới đây sình quá nó chết á. À, mệt chưa mấy đứa? Dạ, cũng mệt. Mệt rồi đúng không? À, cá ở dưới cái ao này thì còn rất là nhiều luôn mọi người. Cứ thọt tay xuống là đụng được, thọt tay xuống là đụng được. Nhưng mà sang với mấy đứa mò nãy giờ chắc 2 tiếng rồi nên thôi không mò nữa nha. À, lên tổng cái thành quả này với lại là cái số cá mà ngày hôm nay mình bắt được á, mình sẽ đi bán thử xem được mình kiếm được bao nhiêu tiền ha. Dạ. Còn chừa lại một số con bự bự mình lên cái chòi kia ha. Dạ. Mình nướng, mình ăn, mình ngủ lại đây một đêm. Tại vì mới đầu dự định á là sẽ đợi cho ngày mai nó mới cạn, nhưng mà nó cạn sớm quá nên thôi mình vẫn ngủ lại nha. Để thực hiện thử thách này ở đây. Thôi giờ đi lên mấy đứa. À, bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ quay lên trên nha mọi người.
rửa, kiếm một ít nước rửa mình mẩy, với lại tổng kết thành quả ngày hôm nay mình bắt được bao nhiêu cá hay mấy đứa. Dạ. À, và mọi người xem cái ao này nè, à, mặc dù là một cái ao bỏ hoang không ai nuôi cũng như là không ai cho nó ăn hết cả, nhưng mà cá thì có còn rất là nhiều luôn, cá rất là nhiều luôn nha. Sang với mấy đứa bắt từ trưa tới giờ nhưng mà cá thì vẫn còn đầy luôn á. Cá trê dưới thì còn rất là nhiều nhưng mà thôi mình không bắt nữa, à, để cho nó sống ở đây đi, một hồi thì nước mạch ở trên kia nó sẽ xả xuống và con nước ở ao này sẽ tự động đầy lại nha. Bây giờ thì mấy em sang lên để xem thành quả này. Ui anh lên không nổi luôn, mọi người xem nó sình nó lún này. Ui rồi, ok, mình sẽ tổng kết cái thành quả của cái ao bỏ hoang này, tại vì đây là một cái ao mà gần như là không ai cần tới luôn ha. Và dạ, may mắn là sang như nước khi mà tát lên á thì thành quả mọi người xem này, ở đây thì mọi người thấy không, một hạp cá luôn nha, nhưng mà cá thì con nào cũng lấy to to không à, được bao nhiêu đây, cá phi với cá lo kiến này, còn đây là cá chê. Giờ thì mấy anh em mình đổ ra ha, xem là ngày hôm nay mình bắt được bao nhiêu đây á, là có lời hay có lỗ nha. Tại vì tát ao này thì sang phải mướn máy này cũng như là dầu nữa thì cũng rất là nhiều, không biết là bán lại có lời được hay không. Tao đổ ra đi. Rồi giờ Hùng với lại Thái đổ cái này ra đi. Đây là cá trê nha mọi người. Đây là cá trê, cá rô. Bên này cũng cá trê nữa đúng không? Rồi đổ, đổ ra đi mấy đứa. Sau kia sau gì có cá trê trong đó không mấy đứa? Ui bắt ra đi, đổ không nổi đâu. Đây, đổ cái này ra chưa. Đây là con cá chép với lại con cá chấm cỏ này. À, xinh quá nên cá nó chết hết rồi mọi người. Ồ, cá phi mọi người thấy không? Đây con cá phi này, to ghê không? Cá phi to. Ui, cái con này chưa mắt đúng không? Dạ, con này si to luôn. Dục xuống đi. Quá to luôn mà. Dở lên kìa đánh. Đây, trồng ngang, cứ ngồi xuống. Đây, mọi người thấy con cá phi này không? Chắc bự gấp mấy lần rảnh luôn nha, bàn tay của Sang này, con này chắc anh nghĩ là 2kg luôn á. Tát một cái ao mà vô mánh luôn, còn cá lo kiến bắt đại đi. Cá lo kiến không bán được, mình bỏ riêng nha. Cái này để mình nướng ăn thôi. Một con cá lo kiến này, hai này, ba này. Cá lo kiến con này cũng lấy to to này. Ui con này quá to luôn, bốn này, năm. Chú Sang có quay một cái clip là thu hoạch ở những cái dụng nước đó mọi người, những cái chỗ mà người ta bỏ hoang á. À, thì đợt đó là cá trê bán được 15.000 kg, nhưng mà do cá trê đó là quá nhỏ đúng không? Dạ. Còn đợt này thì cứ tính là nó được 20.000 kg đi ha. Dạ. Tại vì cá trê ở đây mọi người xem này, à, khá to mọi người, có con này thì to nhất luôn, không biết mấy ký ha, có cái gì cân không ta, lấy cái rổ kia cho anh đi, bỏ con to được không được, cầm thôi, đứa nào bắt nó ra đi, đứa nào bắt đi, bắt hai tay hết, bây giờ đâm nha, con này đâm cái lúc tay như rồi, bỏ nó qua đây. Ui nó kêu luôn chứ. Rồi dính nha. Đây Sang có chuẩn bị thêm một cái cân nữa. Rồi đặt lên. Ủa? À, trừ cái này luôn chắc con này được ký mấy à, không to lắm. Rồi bỏ con cá trê vàng. Rồi mấy đứa bắt mấy cá trê bự đi. Mấy cá trê nhỏ thì thôi. Đây mọi người xem cái con cá trê này giống như là bị. Ui nó vàng ghê thiệt ha. Đây nè, hai con vàng luôn. Đây nè, mọi người xem con cá trê này là đã ghê không? À, da nó vàng khe luôn á, có cá lóc nữa. Thôi thôi khỏi đi mấy đứa, nó nhảy quá. Bỏ ở đây đi. Cần nguyên cái thao luôn. Bắt cá trê lên kia vô mấy đứa. Không. Đây là. Lên bờ nó cũng bơi được. Cá trê này nó sống dài trên bờ lắm. Rồi, bưng lên mấy đứa. Đây. À, đây là toàn bộ cá lóc nè, có cá lóc, cá trê, cá rô thì được ở đây 13kg nha mọi người. 13,5kg trừ cái thao đi chắc còn 12kg. Dạ. Được 12kg cá trê, cá lóc. Dạ. À, nếu mà tính 20.000 một ký thì được bao nhiêu? 200 mấy? 260.000. Rồi bưng xuống đi mấy đứa. Rồi bưng xuống 260.000. Rồi bưng cái này lên Hùng ơi. Từ anh cân cái con này trước đã. Bên này là cà phê nha. Hai con bự luôn kìa. Cà phê. Ui, một ký 6. Vậy con kia bự hơn. Rồi đến lên mấy đứa. Đến nguyên thao lên luôn. Cái đây là bên cà phê cá điều hầu. Buông tắt ra. Ở đây là được 19 ký nha mọi người, 19 ký. 19 ký luôn. Rồi 20 ký trừ cái thao đi chắc còn 19 ký nha.
Rồi bưng xuống. Cái này thì giá nó chỗ sang thì chắc 20 ngàn một ký, 30 gì đó. 19 ký thì được 570 ngàn. 570 ngàn. Cái kia nữa là ngày hôm nay sang tác cái ao này á, tốn 10 lít dầu là dầu sáng là bao nhiêu tiền lít ta? Mười mấy ngàn một lít á. Thì có lời đúng không? Dạ. Tiền mướn máy nữa. Ô, không lời đâu. Không lời đâu. À, nói chung là lỗ mọi người. À, nếu mà đợt trước á, anh với mấy đứa quay cái clip câu cá xong á, mình tác liền á, thì lúc đó có nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mà đợt mà sang quay clip câu cá ở ao nhà hoang này nè, xong rồi nhiều người biết tới, người ta tới đây, người ta giăng lưới, người ta chài cá, xong người ta câu, cũng như là người ta chích điện rất là nhiều luôn. Mặc dù là nó vẫn sót lại, nhưng mà cũng không được bao nhiêu ha. Dạ. À, nói chung là cũng được rồi. Còn bên đây là cá lau kiến. Rồi, thêm cái thân này. Cá lau kiến thì... Mấy tên? À, 6 ký. Rồi. À, tổng cá số cá của ngày hôm nay á, thì mấy anh em mình bắt được cũng khá nhiều cá luôn ha. Dạ. Mặc dù cái ao này là một cái ao mà bỏ hoang, mọi người, bỏ hoang lâu lắm rồi. Sang như mấy đứa tác lên á, thì được bao nhiêu đây. Mà cá thì cũng không phải là cá nhỏ nữa ha. Có những con rất là to. Con này thì dạng như là nó khôn quá rồi mọi người. Nhiều người câu mà không ăn. Đợt trước thì Sang với mấy đứa có câu một lần mà không có cá phi nào ăn đúng không? Dạ. Chỉ có chê ăn thôi. Nhưng mà tác lên thì mọi người xem này. Cá phi, cá điêu hồng với lại cá chống cỏ này cũng có khá là nhiều luôn. À, mới đầu dự định của mấy anh em mình á là khi mà mình tác cạn á thì mình sẽ đem số cá này đem đi bán đúng không mấy đứa? Dạ. Nhưng mà bán thì cũng không được bao nhiêu tiền nên thôi bây giờ Sang sẽ chia toàn bộ cái số cá ngày hôm nay mình bắt được này cho mỗi đứa một ít ha, chia đều ra để mấy đứa nó mang về. Xong rồi còn số còn lại á thì mình sẽ mang để ở đây vài con để nướng, tối nay mình ăn, mình cắm trại ở đây một đêm nha. Dạ. Tại vì hai đứa này đó, coi cái lều của Sang với mấy đứa làm này, mọi người xem này, khá là đẹp luôn nha. Tại vì mùa này thì không phải là mùa mưa nên mình không cần phải là che kín kỹ, chỉ như vậy thôi. Tối nay thì Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại đây một đêm với lại ăn cá. Giờ thì mấy đứa muốn ăn cá nào? Cá phi ha. Dạ. Cá lóc, cá chê mình nướng thì nhiều đúng không? Rồi rồi, dẫn lấy hai con cá phi bự ra, bự nhất nha. Thầy, hai con cá phi bự nhất rồi dẫn vô. Ô, nổi không? Với lại cá lau kiến nha. Cá lau kiến thì cũng đâu có bán được đâu nên thôi để ăn luôn. Nướng hết cá lau kiến và cá phi để cho mấy đứa. Rồi đó. Sang với mấy đứa sẽ nướng hai con cá phi bự nè, với lại một số lớp cá lau kiến, với lại cá chép luôn hả? Ừ, cá chép bỏ nướng luôn. Thôi, cá chống cỏ, con này cá chép chống cỏ. Rồi bỏ qua đây. Một con cá chép nữa nha, mình nướng luôn. Còn cái số này thì bây giờ Sang sẽ chia ra cho mấy đứa mang về. Mấy đứa về nhà tắm rửa sạch sẽ ha, xong quay lại đây. Tại vì ở đây thì nó không có nước để tắm mọi người, nên nó rất là dơ. Thôi giờ bưng cái này đi về đi rồi chia ra ha. Rồi bưng đi mấy đứa ơi. Còn cái này thì Sang sẽ để đây để mà một tối nay mình sẽ nướng ở đây.